La la la, yêu em. Tấm, Tấm ơi, ta có món quà tặng nàng này. Wow, bỏ đi. Thằng nào vứt vào người tao thế? Lượn đi, bực mình hả? Thế là rảnh nữa. Đáng yêu quá. Bực mình. Này Cám, em sao vậy? Đúng rồi, tự nhiên lại cao có, chả hiểu mô tê gì cả. Em đang đi đường mà cái thằng trời đánh nào nó phi con gấu xanh lẹt vào đầu em, hỏng hết cả bộ não. Chị hỏi xem máu có dùng lên tóc không chứ? Điền hết cả người. Cấu thế chứ lị. Đang yên đang lành nó rơi trúng vào đầu. Em mà em gặp được nó nha, em vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau. Vặn 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 cho ra bã luôn. Biết chưa? Bực bực bực. Thôi em à, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được mà. Không, cho chị xin lại con gấu. Làm tổn thương nó hơi nhiều rồi đấy. Ta sẽ cho người hồi sinh. Thí nghiệm tốt. Hất Kỳ, chào mừng ngươi đến với thế giới. Tắm, cô ta đâu có yêu thương gì ngươi. Hãy để ta giúp ngươi một tay, lấy lại những gì đã mất nhé. Không, không, ta chỉ có Tắm là chủ nhân thôi. Thằng lằn yêu dấu, ngoa, mãi bên chị nha. Không, không phải như vậy mà. Không. À, em ăn đi, mâm mâm. Hai chúng mình cùng đi ngủ nha. À, 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 không phải như vậy mà. Hãy nhìn cho kỹ vào, đó là những gì ngươi muốn thấy đấy. Ta hãy đi theo ta. Ngươi nhìn rõ chưa? Họ đâu còn yêu thương gì ngươi nữa. Nghe lời ta, rồi ta sẽ giúp ngươi. Hãy giúp ta lấy lại tất cả, bao gồm cả sự yêu thương của Tâm. Cầm con gấu của chị Tâm ớt phép, vừa to vừa khoái. Được đấy. Cho này. Ta không cần. Thế? Không chịu, con thằng làng chàng mua cho ta mất rồi. Kỳ lạ. À đúng rồi, chỉ có Cám thôi, chắc nó tẩy máy cầm về rồi. Không chịu. Thôi nín đi, ta dẫn nàng đi chơi trò khác vui hơn nhiều. Cần gì dăm ba con gấu bông đấy. Đỡ này. À. Nàng thấy không, đi chơi với ta vui hơn nhiều. Đỡ này. À. Nàng thấy không, đi chơi với ta vui hơn nhiều. Cái gì mà bảo vui, chả vui gì cả. Chết rồi. Ta xin lỗi, ta không cố ý mà. Không chơi với chàng nữa, đi về. Này, thôi xong, chữa lợn lành thành lợn què mất rồi. Chết tội không chứ. Này. Hả? Chính ngươi đã làm Tấm không yêu thương ta nữa. Biết mình dỗi lại còn không chịu chạy theo dỗ mình nữa. Đã thế, mình dỗi tiếp. Chủ nhân, ta đã bắt hết bọn chúng rồi. Tiếp theo phải làm thế nào? Làm tốt lắm. Hả? Lại là ngươi sao búp bê? Ta có thù hằn gì với ngươi mà ngươi lại bắt bọn ta? Còn Tấm, chính ả đã bỏ mặc ngươi đấy. Ta hiểu rồi. Hả? Tấm, Hất Kỳ, đừng mà. Quay lại đi, bắt hai người chưa đủ à? Sao hoàng thượng lâu về thế nhỉ? Không được, mình phải đi tìm chàng thôi. Đi đâu được rồi nhỉ? Anh Hoàng ơi, Hất Kỳ.
chính ngươi đã vứt và ruồng bỏ ta thì lấy đâu ra tư cách để gọi tên ta? Không, không phải như thế, ngươi hiểu nhầm rồi. Vẫn còn da mồm mà. Cái tên đấy để ngươi tùy tiện gọi à? Ta không có làm như vậy. Thả ta ra, thả ta ra đi. Không, không, Tâm, không. Hất kỳ à, chính cô ấy đã bỏ rơi ngươi đấy. Không, Hất kỳ, không. Đừng mà, dừng lại đi. Ngươi là một chàng trai tốt mà. Đúng rồi, mạnh tay nữa lên. Nhưng mà chủ nhân, chủ nhân. Hất kỳ, ngươi nhận ra rồi sao? Ta không cần phải nói nữa. Chính búp bê đã sai ta làm điều này. Cảm và hoàng thượng đã bị búp bê bắt. Hóa ra hai người đã bị búp bê bắt rồi à? Ngươi hãy cùng ta đi giải cứu bọn họ. Dạ, cô chủ đi thôi. Dám phản bội ta sao? Hất kỳ đã phản bội ta thì giờ ta sẽ chơi tới cùng. Trật tự đi. Tới rồi, hoàng thượng và cám đang bị nhốt ở trong này. Vào trong thôi. Hai người cũng nhanh chân đấy. Người dám phản bội ta sao Hất kỳ? Đồ độc ác, hãy thả anh hoàng với cám ra. Người phản bội ta thì sẽ không có kết cục tốt đâu Hất kỳ ạ. Hất kỳ, Hất kỳ, ngươi sao vậy? Tấm mà nên nhớ thuận ta thì sống, giống ta thì chết. Hả? Đừng mà, cô chủ. Hất kỳ, dừng lại đi, đủ rồi. Ta xin lỗi. Còn hoàng thượng với em cám hiện đang ở đâu? À, đúng rồi, đi theo ta. Hả? Tiếng gì vậy? Chị Tám ơi, lạnh quá, cứu em đi, không chết cống mất thôi. Hả? Hoàng thượng, em cám phải đi giải cứu họ thôi.